Dạ xin chào quý vị. Sáng nay thì thôi ghé lên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh nha, để chia sẻ với mọi người một cái xe bánh mì. Mình đã thấy cái xe bánh mì đề địa cái tên khá là hay, bánh mì Sài Gòn. Rất là hiếm cái xe mà để tên cho rất là thích luôn. Đi ngang qua thấy cái tên này khá là ấn tượng. Thứ hai nữa là cái giá này cũng khá là bình dân, từ 12.000 15, 17, 20.000. 20.000 là cao nhất. Đây cái bảng giá đây mình chia sẻ cho mọi người xem nè. Đây phía trước cái tủ này, chỗ đồ. Nhìn làm bày biện ra nhìn hấp dẫn lắm nha. Nó có cái đèn led cho hơi giật giật một xíu, mọi người thông cảm một xíu nha. Ba học coi nè, bày biện đồ rất là sạch sẽ, rất là đẹp nè, ngăn nắp nè. Và mặc dù bây giờ là 7 giờ kém rồi, đây là cái bảng giá này. Quay cho mọi người thấy là cái bảng giá của cái bánh mì Sài Gòn này. Bánh mì Sài Gòn 15k, bánh mì thập cẩm là 20k, bánh mì thịt nướng là 20, gà xé cũng 20, xíu mại 17, nem nướng 17, bt chà bông thì có 15k, trứng 12k, 12k là rẻ nhất, cái giá là rẻ nhất rồi đó. Rồi. Đây phía bên trong cái tủ bánh mì này cực kỳ hấp dẫn luôn, nhưng mà để rác nhờ tắt cái đèn led, nó dịch khó chịu quá. Đây một cái tủ đồ, chân đồ khá là hấp dẫn. Khá là nhiều loại nhân, từ nem nướng, xíu mại, rồi thịt, thịt sắc, chả, các loại chả luôn, gà xé, ba tê, nhìn đã chưa? Cái này thì không có chắc dung lên như những cái xe bánh mì khác, nhưng mà người ta để mỗi cái, mỗi từng cái là từng cái hay vậy đó, nhìn hay. Cái ngăn ở trên thì ốp la này có cái rau ngò thơm với là trà bông, đồ chua dưa leo, rất là gọn gàng rồi nha. Trên nữa là thì bánh mì thôi, bánh mì nguyên có một cái giỏ là bự để ngoài lên. Ủa em, cái bánh mì Sài Gòn là cái nhân nó làm làm sao? Bánh mì nhỏ nhưng mà vốn là nó cũng giống như bánh mì thập cẩm ha. Rồi, ok. Bánh mì Sài Gòn khá là hay luôn. Okay. Em làm cho anh một cái ổ mà bánh mì Sài Gòn cho anh coi coi. Chị làm cho anh, cho em một cái. Hai. Hay cái xe cà phê là của mình luôn hả? Dạ. Đây hai trứng là bao nhiêu tiền? 15.000 giờ cũng rẻ chứ có chú bộ. Rẻ mà. Dạ. Hai trứng mà 15.000 là rẻ rồi. Thì làm cho em một cổ bánh mì Sài Gòn đi. Nghe cái tên hay quá à.
Đây một ổ bánh mì Sài Gòn. Tất cả các xe bánh mì bán ở đây ta gọi chung là bánh mì Sài Gòn. Chị có một cái xe bánh mì Sài Gòn và một ổ bánh mì Sài Gòn luôn. Gom nghe thôi. Gom lại. Có dạ, ớt có. Làm mấy miếng ớt buổi sáng ăn cho nó ngon. À, nước sốt cả ha. Nhìn cái cách chị bày biện cái tủ đẹp quá ha. Ôi vậy hả, nhìn bài viện nhìn thấy hấp dẫn ghê á. Đã rồi, đây một cái ổ bánh mì Sài Gòn, nó vốn là một ổ bánh mì thập cẩm nha, nhưng mà nó sẽ nhỏ hơn một xíu cho nên là nó có cái giá 15 ở đây bán nước rồi nè. Cà phê nguyên chất mang đi, cà phê quá trời luôn. Bây giờ mình lại thưởng thức thử cái ổ bánh mì Sài Gòn ở đây như thế nào nhé. Ngồi ăn bánh mì ở cái vỉa hè đây và cái view ở đây bao đẹp nha mọi người. Ồ, view của cái landmark này. Đây. Một ổ bánh mì Sài Gòn giá 15.000 ở đường Nguyễn Hữu Cảnh này. Đây mình dùng thử cho nha. À, ngồi trước cái xe bánh mì, bánh mì Sài Gòn này. Bánh mì buổi sáng còn lắm, còn hơi ấm và giòn kia, rất là giòn luôn. Bánh mì này á, cắn vô cái đầu tiên mình cảm giác cái độ nó thơm thơm á, không hiểu là từ cái gia vị gì mà nó ăn vô nó cảm giác nó thơm 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 hay ghê á. Béo của ba tê ăn vừa đủ. Cái thịt chả đang ăn thì ngon. Mặc dù là cái giá ổ bánh mì 15.000 ăn ngon, cái thịt cái chả nó ăn nó đậm đà, kết hợp với cái độ béo của pate luôn, hay á. Chỗ đây mà giá rẻ nhưng mà có vẻ là bánh mì ăn được, ăn ngon. Từ 15 ấp la 2 trứng là con cũng có 15.000 à. Còn ba tê và bông rồi một trứng thì có 12.000. Còn bánh mì Sài Gòn đây thì có 15.000. Nó vốn là cái bánh mì thập cẩm, nó đầy đủ hết á. Nó ít hơn cái bánh mì thập cẩm là 20.000 thôi. Đây là cái hướng mà đường Nguyễn Hữu Cảnh từ ở quận cầu Sài Gòn chạy lên á, chạy lên cho trung tâm quận 1 á. Cái thời gian thì cũng chưa biết là khi nào bắn từ khoảng mấy giờ, nhưng mà tí nữa mình hỏi cập nhật thời gian cũng như cái địa chỉ để mọi người biết. Ai có đi ngang đường Nguyễn Hữu Cảnh thì ghé thưởng thức của bánh mì Sài Gòn ở đây như thế nào nha. Thế mình ăn cái ổ bánh mì đây là 15.000. Cái ổ bánh mì gọi là ổ bánh mì Sài Gòn thì mình thấy được ngon.
thì ba ba tê này nó vừa đủ nhưng vừa béo, cái chả kết hợp với chả thì khá là đậm đà, bánh mì đủ thơm, đủ cứng, đủ giòn. Ok rồi, mình dùng cho hết đồ bánh mì đây nha. Hôm nay là mấy giờ bắt đầu bán chị? Nay hả? Thứ bảy thì cầm lắm rồi, đâu thức dậy rồi tao mới ăn. Trong mấy giờ là mình dọn ra mình bán á? À, 5 giờ đó có bán. Bán khá sớm. Bán tới 10 giờ. 5 giờ tới 10 giờ. Đó là cái khung giờ. Ở đây là cái địa chỉ bao nhiêu Nguyễn Hữu Cảnh gì ha? 117 A. À, ở trên cái xe có rồi. Cái địa, cái địa chỉ mà không biết là gì. 117 A nha, Nguyễn Hữu Cảnh. Bán từ 5 giờ tới 10 giờ sáng. Là xe bánh mì đây là 20 là giá cao nhất rồi ha. Đúng rồi. Trời, thấy chị bán giá cũng bình dân mà ngon ghê á. Thứ 7 với thứ 2 là bán gấp đôi. Cái lượng topping ra là gấp đôi luôn. Thứ 7 chủ nhật thì cái lượng người đi làm người ta giảm ha, cho nên mình cũng giảm bớt. Đây cái tủ mình thấy bày biện ra rất là hấp dẫn luôn. Đã quá. Đấy, chị bán được lâu chưa chị? Em tham mới 8 tháng này, chứ hồi trước em đi ngang đây đâu có thấy đâu. Giờ là sau dịch chị mới ra chị bán mà. Đặt cái xe bánh mì Sài Gòn đi ngang qua nhìn thấy hay quá. Thường mấy ngày trong tuần mình một ngày bán khoảng mấy trăm chị? 178 178 bánh. Dạ. Đây là cái phần nem nướng nha. Dạ, cái video về cái xe bánh mì Sài Gòn ở trên đường Nguyễn Hữu Cảnh số 117A. Thì mình kết thúc ở đây nha mọi người. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi các video kênh Phúc Bùi. Xin chúc sức khỏe tất cả mọi người đã. Từ 100 mấy tới 200 bánh ha. Này cho cách cho chị làm chả, cắt chả, cắt thịt này thì bè chị khá là hấp dẫn luôn.